Ơi các ơi. Lên hàng nha anh em. Ngát bự nha các bác. Phê luôn. Đã luôn. Con này chắc năm lại không? Lên được không ta? Cái cao như thế lên được không? Được mà. Đặt vô đi, người lên trước là chuyện lên. Xin chào tất cả các bác nha. À, các bác ngày nay em ra cầu ở cái mố cầu ở ngoài đây là cầu vượt cầu cao tốc chứ, cầu cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cầu này là cầu Long Thành chứ. Là ngoài đấy cầu Út Ngát này các bác. Đây. Đây là hai đồng đội đi cùng. Đứng ở dưới chân cầu thấy nhỏ bé bé nhỏ quá, nhỏ bé quá. Từ em thấy từ cái mép bên này sang đến bên kia ấy là nó cũng phải tầm mười mấy mét đấy các bác, rộng lắm. Còn hai cái chân cầu này của nó to lắm, nó vĩ đại lắm các bác. Không lên hả anh? Không lên hả? Phải cá không hay rác? Đứt hả? Mất chì à? Đứt lưỡi. Được rồi. Đây. Em có ngáp à, cũng bé nhỉ. Cỡ này là vừa này, không có cỡ này thôi đúng không? Cân ngạnh. Đấy. Hợp lý phết đấy chứ.
canh nó nãy giờ. Ui cái lưỡi nó à cái râu nó bé nhỉ, râu nó ngắn hơn râu của cà tê nhỉ. Cái này nè anh cắt ngắn phải không, đừng cắt sát quá. Bỏ thùng đá hả? Để bỏ thùng đá hay đâu lưỡi luôn. Có gọng chứ, có gọng thả xuống dưới hả? Đây đâu mà thả, đang ngát cái bẻ ngạnh chứ còn cá út bẻ ngạnh làm gì. Bẻ ngạnh nó ngạnh cá út nè. Đấy. Con thứ hai nha các bác. Hợp lý phết. Cứ từ từ sẽ có thôi. Từ từ có thôi. Đổi có con cá đổi cái cục gì. À, ngáp. Em này thứ hai nha các bác. Nhất rồi. Nhất một tầng lại chưa hết. Gì? Nếu mà thật độc á, tăng lễ là thôi khô rồi, chóng mông á. Cứ nó hành nóng lạnh hoài đó. Cái đó mà anh muốn cắt gai đó là cắt gai trên trước. Ngát là phải cắt gai trên trước. Chứ không cắt gai đâu được đâu. Hai em. Mặt này phải dục mới được rồi. Đạp cũng dính chưởng đó. Các bạn lần đầu tiên ra ngoài cái mố cầu này câu, nhìn cái mố cầu nó to lắm các bác, nó hùng vĩ lắm, con người tạo ra được tài thật các bác. Ở đây thấy đội kia lúc bọn em ra là còn mấy anh kia câu qua đêm ở đây luôn các bác, được mớ út cá út ấy. Không được con cá ngát nào, thế mà bọn em ra chắc được tiếng đồng hồ nhỉ, lúc mình ra ngồi khoảng tiếng đồng hồ được hai con cá ngát. Đây là sông xoài rạp gì đây, đây là ghe cào đúng không, cào cá ấy. Ra ngoài này câu thấy những con người tạo ra được những cái cầu như này, tuy là nó chưa xứng tầm với thế giới các bác, nhưng mà thật ra là nhìn hùng vĩ lắm các bác, nhìn là to lắm, đã lắm. Giờ cũng gần 1 giờ rồi, ăn cơm chiến đấu tiếp. Cơm gì đây? Cá lóc chiên à? Cá lóc. Khô cá lóc. Ốc khô xả. Ốc khô xả, chả cá. Đấy, câu rồi chiến đấu đi anh. Cầm mấy, cầm mấy. Chiến đấu thôi. Cầm. Ăn no có sức lôi cá chứ. Ăn no để có sức nại cần bứt chì. Câu ở đây cũng hên xui lắm các bạn. Nhiều khi nước nó đánh chì nó trôi vào trong cái mố cầu ấy đứt lia lịa. Dây là phải chuẩn bị, phải thủ thêm một cuộn nữa. Đây. Con không bự, con chừng cái. Vâng.
đâm chiêu chờ cá nha các bác. Giờ trời cũng tối om rồi, cũng sắp mưa rồi sao trời tối đúng không ạ? Đây. Trời tối, sắp mưa rồi. Thấy động tĩnh gì không anh? Đến cái bao rồi mới xỉu rồi. Đứt luôn à? Tao nằm dưới đây. Dưới kia là đang mưa rồi các lên hai con lúc luôn các bác. Đây con nữa là hai nha các bác. Đây sáng giờ được 4 con. Đây. Cá ngát nè, chúng phải cá trê. Không, cá này cá ngát. Ngát đấy. Cứ giờ nó cá trê chết luôn.
con này cũng nuốt lưỡi luôn rồi. 4 con rồi nha các bác. Đây là hai chiến hữu lên cá nhỉ. Còn mình thì thực ra là không biết câu các bạn. Mình không biết câu mấy con cá này. Gỡ ra rồi. Ngát gọi cắt ngạnh nha chứ không cắt là đóng một cái là má ơi luôn á. Nhớ thấy anh em ta câu mà thấy người ta gỡ, người ta gấp kìm chứ gỡ cái gai ra bắt đầu lụm đâm vô tay. Lên cá nữa nha anh em. Đấy. Ngát nữa. Nè con này nó chạ vô con dây mà nó cần mệt đó, nó có tẹo luôn nè. Hai con nó ở vô nó chạm nhau á. Ghê, cái dây nó quấn này. Ờ. Dây quấn con cá. Có dây. Lên cá quấn một nồi. Gần nhám. Đóng là dính, đóng dính nè. À. Ngộ cái đặc thù. Đây, lần đầu tiên trong đời các bác. Cũng gọi là cũng được một em nha các bác. Đây. Ngồi từ trưa tới giờ đấy. Cá này nó kỳ lắm, nó hay lắm. Nó nhịp cái đầu cần là đã phải giật rồi, cho nên là rất là khó. Khó quay lúc mà cá ăn ấy. Vừa lên con kia con này xong. Cần bên này lại lên tiếp con nữa, con út được các bác. Biết tí. Ghê thật. Cá ăn nhạy á. Tới thời rồi các bạn. Cá lên liên tục nha. Em trong vòng có 10 phút mà lên đến 3 con rồi. Trong vòng 10 phút mà lên được 3 con rồi các bác. Một con út, hai con ngát rồi. Còn ông anh Vũ thì lên được 3 con ngát. Ông anh Thịnh thì cũng 3 con ngát rồi các bác. Lên nhanh là ba. Ơi các bác ơi. Lên hàng nhé anh em. Ngát bự nha các bác. Phê luôn. Đã luôn. Con này chắc nắm lại không? Con này là bự nhất trong bự nhất trong nãy giờ nha các bạn. Cá ăn lia chia các bạn, ăn đá lắm. Em vừa lên con bé này nè, đấy, lên con đấy. Ông anh Vũ lại lên tiếp con nữa này, lên lia chia nha các bác, lên liên tục. Câu này nếu mà nó đến cái lúc nó ăn ấy, một người hai cần chắc không kịp nếu mà nó ăn ấy. Ăn đã lắm. Rồi các bác, bây giờ cũng muộn rồi, bọn em chắc thu dọn về cho các bác. Cá nó ăn mạnh được lúc 30 phút, 20-30 phút gì đấy. Đây là thành. Các bác ơi, nhiều dã man luôn. Con này được, con này bự, con này chắc cũng tầm 5-6 lạng các bác. Đây. Nhiều lắm. Cái này nữa, đấy. Chảy mà đi rồi chưa đâu. Ơi em xin phép được các bác, chúc các bác ngày câu cá vui vẻ nhé.